nhà si va ta phô cô an đàn nhô ti ti đàn a ya ma tô cô an đàn nhà sa an nhà cô an đàn nhô tuệ quá na Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam. Theo giờ mùa hè, giờ Việt Nam. Từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2000. Dạ, con sai rồi. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 8, Kinh văn, Đạo đế, học Phạn ngữ, ngữ căn, tha tú trong Pali, sẽ được Ngài Tề Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh, thường tỏ minh hạnh từ bi hoan hỷ, đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính nhân đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ,
Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 8 kinh văn Đạo Đề học Phạn ngữ chữ căn tha tú trong Pali sẽ được ngài Trệ Siêu giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng đông đúc thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thầy, dạ, ngài có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy. Hôm nay chúng tôi gặp trục trặc một chút. Cái lớp thấp của chúng tôi không biết lý do gì mà nó không có kết nối Internet. Sư Tự Siêu ấy, Sư Tự Tri xuống đã cài đặt lại cho chúng tôi. Cho đến bây giờ chúng tôi cũng mơ hồ là trong lớp thấp không có cái tín hiệu kết nối Internet, mà chúng tôi vẫn vào rung được. Không biết là ngày mai, ngày bố chúng tôi làm sao để nữa. Nghe chưa tốt đâu cô. Chỉ có mình Sư Tự Tri cho chúng tôi xài ảo. Cái này gọi là ảo, cái mạng ảo các vị biết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái bài học ngày hôm nay. Quý vị có nghe được tốt thì là nghe được rõ thì gì là tốt quá nè. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học Bali qua cái đoạn kinh văn về khổ diệt hành lộ thánh đế. Và phân phản hôm nay thì thượng tọa chắc chắn cho chúng ta học về cái vấn đề ngữ căn ở trong Bali. Thực ra thì ngữ căn Pali chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ học một vài
từ như thế này là chúng ta nói hết cái ngữ căn. Cái này chúng ta chỉ giới thiệu thì được. Nó tất cả là 8 nhóm ngữ căn hay là 7 nhóm ngữ căn. Theo trong bộ sách Văn Phạm Cách Chà Giá Ná thì có 7 nhóm thôi. 8 nhóm, 8 nhóm. Nhưng mà theo trong sách của Ngài Bố Thanh Đất Cá đó, sách học Bali thì có 7 nhóm. Và các cái động từ mà chúng ta được trình bày trích dẫn ở đây như là Vandati, lễ bái, đảnh lễ, Phasati là nấu, Thavati là chạy, Yati là đến, Vasati là sống hay là cư ngụ, Kileti là chơi đùa, Hasati là cười, Kasati là cày, Kadati là ăn, Lapati là đặng được, Pachati là nấu, Puchati là hỏi, Sikati là học, Likati là viết, Sarati là nhớ, Thuvati là rửa hay giặt, Ikati là thấy, Arati là mang, Tarati là băng qua, Gawesati là tìm kiếm, Subati là ngủ, Tithati là đứng trụ, Patati là té, rơi. Tất cả động từ như thế này thì chỉ có mới có nhóm một để nhất động từ thôi. Ở trong tiếng Bali, ngữ căn đó là gốc của các cái tự loại. Nhưng mà ngữ căn nó sẽ tạo ra cái động từ. Động từ căn Bali, động từ căn đó khi mà phối hợp với động từ tướng của bảy nhóm động từ tướng thì nó ra cái động từ cơ bản. Thí dụ như chữ quan này cộng với động từ tướng là á, chia theo ngôi thứ ba số ít gọi là quan đa tí. Động từ cơ bản nó là chữ quan đa. Chữ phát tí người phát cộng với á thành phát xa vân vân. Và từ cái động từ này nó biết ra những cái danh từ. Thí dụ như trong bài học của chúng ta, ở đây chúng tôi sẽ chỉ cho một vài cái chữ. Thí dụ như chữ lúc khác, chữ khác ở đây là không mà tiếp, tức là chịu đựng, kham. Và chữ đúng tiếp đầu ngữ có nghĩa là khó khăn. Như vậy chữ đúng khác có nghĩa là cái sự bất kham, không kham nổi, hoặc là khó chịu. Như vậy dịch là khổ. Thì cái chữ khám má đó là căn, chúng ta gọi là căn. Nít rô thác, ta tiếp được ngữ nít cộng với chữ rốt,
cái căn rốt này có nghĩa là cộng với chữ ni nữa thành ra chữ đoạn diệt, diệt mất. Cái động từ của nó là niruddha tí. Chữ Nirodha nó từ cái động từ Niruddhati, thưa quý vị. Mà Niruddhati thì nó từ chữ Ni. Cộng với căn rút. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong cái tiếng Pali, cái sự cấu tạo từ nó rất là đặc biệt. Dukkha Nirodha Gamini, Gamini tức là từ cái căn Gamma là đi đến. Như vậy chữ Gamini có nghĩa là dẫn đến. Còn chữ Patipada đó, nó từ cái căn gọi là Pach. Các vị chúng ta có cái chữ bạch tí, bạch tí cộng với chữ học cái này đi chậm quá. Động từ là bát tí, bát chát tí, chữ bát tí cộng căn là bát chát, rồi bát là patipacchati có nghĩa là cái sự hành, cái sự thực hành hay là hành động. Nó có nhiều nghĩa lắm, có nhiều nghĩa lắm thưa quý vị. Và khi mà biến thành danh động từ thì nó trở thành Patipada. Patipada. Đại khái chúng tôi xin dẫn chứng cho quý vị một vài trường hợp để cho chúng ta thấy là ngữ căn Pali không phải chúng ta học một ngày một buổi hay là chúng ta học một vài tự gì chúng ta biết hết. Chúng tôi có soạn một cái quyển gọi là tổng nguyên ngữ căn Pali, tổng nguyên ngữ căn Pali. Trong đó nó tới 1548 căn lận, 1548 căn. Thì bây giờ quý vị tính ngày hôm nay chúng ta học bao nhiêu căn, bao nhiêu động từ, bao nhiêu động từ chỉ có bao nhiêu căn đó thôi. Rồi bây giờ cái lớp này chúng ta học đủ 1548 căn thì chị nào học hết đó chúng ta lấy bằng Pali được rồi. Ở đây khi ở
một căn động từ. Nó thường thì căn động từ nó đi đơn lập, nó đi độc lập, nhưng mà có khi nó đi với một tiếp đơn ngữ để nó biến, nó biến nghĩa tiếp đơn ngữ và sắc cá, nó biến nghĩa hoặc là nó làm cho sai khác nghĩa, trái ngược. Như động từ với chánh tí là đi đến, bác cái chánh tí có nghĩa là đi tránh qua một bên, đi tránh đi. Người ta đến, người ta đến nhà, người ta đi kiếm mình để đồ nợ, mình apagachati tức là mình tránh qua bên, mình tránh đi, tránh mặt, cũng là gachati, mà athigachati có nghĩa là đạt đến, athigachati có nghĩa là đi ngược lại, anugachati có nghĩa là đi theo ai đó. Chúng ta tùy theo cái tiếp đường hướng mà chúng ta xài. Nhưng mà căn động từ tha túc nó gồm có 8 cái tha túc cái ná, tức là 8 nhóm, 8 hay là 7 nhóm ngữ căn. Động từ tướng của nhất động từ là ác, như là bất chát cộng ác rồi bất chát tiết là nấu, rút, cộng ăn ác gọi là run, run thất tí. Để nhị động từ, để tam động từ động từ tướng là ô, gọi là như tanh nụ tí, ca nụ tí, rồi để tứ từ là a u na, nô na u na, thí dụ như su na tí là nghe, ba pu na tí là đạt đến, vâng vâng. Còn đi ngủ động từ, nhớ đi ngủ động từ á, thì nó chỉ lấy chữ a, chữ na thôi, như kina tí là mua, quyết kina tí là bán. Còn đi lục động từ như là ô và di rác, cả đồ tí hay cái di ra tí là làm, hành động. Để thất động từ lấy chữ nê, na giá, làm động từ tướng, thí dụ như dis thành đê xê tí hay là đê xê gia tí, có nghĩa là thuyết, trình bày, nói ra, chỉ rõ. Đến đề thất động từ thôi. Nhưng mà người ta thêm một nhóm nữa, thật sự thêm nhóm chứ, nó chỉ có hai từ thôi, có hai động từ, gã cộng nã gọi là ganh ha tít, là cầm lấy. Vâng vâng. Có đôi khi danh từ hay tính từ khác từ căn của động từ, thí dụ như chữ sati là samma sati, niệm sati là niệm, từ căn động từ sara của động từ sarati có nghĩa là nhớ, nhớ biết. Samakamanto, chữ kamanto
là nó từ tăng động từ kara, có nghĩa là hành động. Rồi sama kamato chúng ta dịch là chánh nghiệp, sama vacha chữ vacha đó từ căn từ cái gốc ngữ căn là vacha có nghĩa là nói. Động từ nói của chúng ta có nhiều chữ, vacati cũng được, cũng là nói, pha sati cũng là nói, pha sati cũng là nói. Bạn khát tí cũng là nói. À, là khát tí cũng là nói. Chúng ta có rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến cái chữ chánh ngữ như vậy. Còn chữ chánh mạng tức là cái sự nuôi mạng đó, thì a chi quá tí là cũng động từ a cộng chi mà. Chi quá học mà học thơ cách như thế này giống như là ngồi ở không nói chuyện chơi vậy thôi chứ. Chúng ta học cách này là chúng ta không có hiệu quả chút nào. Vậy là chúng tôi chỉ nhắm mắt thì chúng tôi rồi nói cho quý vị nghe, quý vị ngồi đó mà uống nước trà để nghe nói chuyện. Và nếu mà nói cái câu chuyện nó hấp dẫn thì nó còn đỡ chút. Còn cái này nói ba cái ngữ căn đó, ngữ căn mà cộng với chữ này cộng với tiếp đầu ngữ cộng với tiếp vị ngữ cộng với động từ tướng, nó ra cái động từ như vậy thì quý vị nghe quý vị không hiểu gì hết. Chỉ có mình cô Nhật Quỳnh lắng nghe. Nhưng mà ở đây thì quý vị vì chúng tôi dạy trong lớp chúng tôi quen á, khi mà bài giảng bài hay gì mà học trò không hiểu là tự khắc là chúng tôi có cái cảm giác được liền. Chúng tôi có cảm giác giống như là cái lời nói của mình giống như là nó bị dội trở lại. Nó dội trở lại. Còn hãy khi nào ở trong lớp mà lãnh hội được, thấu đáo được thì cái lời nói của chúng tôi giống như là nước mà đổ xuống mặt đất xốp, mặt đất cát vào giữa rút hết. Còn giờ nói ngược lại giống như nước mà tạt vào trong cái ở trên cái mặt tảng đá ấy. Tức là nó chăng ngược trở lại. Cho nên chúng tôi chỉ giới thiệu quý vị về ngữ căn bao nhiêu đó. Bây giờ chúng ta học cái bài học thêm. Cái bài học thêm của chúng ta ở đây là học về Đạo Đế. Kinh văn Đạo Đế tiếng Bali, đoạn Bali là Katamang chát phí cờ quê Đức Phát Niệu Rô Thạc Gà Mì Đi Pát Tì Phật Đa Ariya Sa Chăng Ayame Vá Ariyo Ác Thang Vi Cô Mắc Vô Say Yá Thí Đăng Samma Dithi Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Ajivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samathi. Phích khơ quê này các tỳ kheo, các tâm anh chát, thế nào là Đức Khất Nị Rô Thất Gà Mê Đi Bát Thị Phật Đà A Rê Gia Sa Chăng khổ diệt hành lộ thánh đế A Gia Mê Quá A Rê Vô Ác Thăng Kỳ Cô Mắc Vô
Đây chính là thánh đạo tám ngành Sayyati Đăng, tức là Samma Dithi chánh kiến, Samma Sankappo chánh tư duy, Samma Vacha chánh ngữ, Samma Kammato chánh nghiệp, Samma Ajivo chánh mạng, Samma Vayamo chánh tinh tấn, Samma Sati chánh niệm, Samma Samadhi là chánh định. Đó là nói về ngữ nghĩa của cái đoạn kinh này. Điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong phân tích về văn phạm ở đây đó, tất cả đều xài chủ ngữ. Ở trong câu này xài chủ ngữ hay chủ cách bát thánh nói quy pháp tiếng. Khi câu hỏi được đặt ra, cái tâm ăn chát, chúng ta đọc cái tâm ăn chát thành cái tâm ăn chát, cái tâm ăn chát. Cái tâm ăn đó, đó là chủ ngữ trung tánh số ít, vì nó đi kèm với, nó phụ họa cho Ariya Sachang là trung tánh số ít. Và khi mà nói rằng Dukkha Nirodha Gamini, Patipada, Patipada là danh từ nữ tánh. Do đó cho nên Dukkha Nirodha Gamini cũng là danh từ nữ tánh. Ayam là chủ cách của đại từ ý má, là cái này. Ai chẳng yêu quá gọi là ai dám mê quá. Ariyo ở đây trong cái nghĩa gọi là tỉnh từ, nghĩa tỉnh từ tức là sự cao thượng chứ không phải là bậc thánh. Trong trường hợp này không dịch là bậc thánh được. Ariya Athangiko Maggo, cho nên cho Ariyo Maggo là thánh đạo. Athangiko là tám chi phần. Sayyati Đăng ở đây là một trạng từ. Một loạt tám danh từ sau Samadhi, phối hợp của chữ Samma cộng với Dithi, Samma Sankappo, Samma cộng với Sankappo Sankappa. Samma Vacha tức là Samma cộng với Vacha. Samma Kammato, Samma là một, ở đây xài như một thứ từ ngữ nhưng mà thực ra nó là một, nó là một trạng từ. Samma Ajivo, Samma Ajivo, Samma Sati, Samma Samadhi. Tám cái từ này, tám từ bát chánh đạo, cái chữ đuôi ở phía sau, cái thành tố ở phía sau nó đều dính dấp tới ngữ căn động từ. Học Pali cho đến khi nào mà chúng ta gặp một từ, chúng ta biết nó xuất phát từ từ nào thì cái đó là chúng ta giỏi. Thì cũng giống như ở các nước phương Tây, cái ngôn ngữ của họ là lấy cái căn của chữ Latin. Do đó người nào mà họ cái này nó chỉ có biết nhiều là các vị linh mục ở trong nhà thờ, các vị đó nghiên cứu, các vị đó giỏi. Dễ về ngữ căn Latin. Cũng như khi mà chúng ta học về ngữ căn Bali, chúng ta biết cái gốc từ Bali rồi thì thưa quý vị, thiên biến vạn hóa,
Một từ mà chúng ta có thể nhớ ra nhiều từ. Nội cái từ gắm mắt hay là chữ động từ gắt cho tí thôi. Mà nó biến không biết bao nhiêu từ của nó. Hôm nay chúng tôi gặp thất bại. Cả ngày hôm nay buổi sáng chúng tôi đi dạy, trời mưa lắc rắc lâm râm, chúng tôi cũng phải đứng ở ngoài để chỉ đạo ở họ xây cái tháp. Cho nên bây giờ cơ thể nó đúng. Ý là chúng tôi đã uống hai lần thuốc cảm ngày hôm nay rồi. Mà đi vào đây gặp cái bài học này, bài học quá dễ. Đã dễ nhưng mà khó nói, bởi vì chúng tôi không biết nói ngõ nào để cho Phật tử chúng ta nắm bắt hiểu được. Nếu mà gọi là phân tích từ ở trong cái đoạn kinh văn, từ đoạn kinh văn này không có gì để mà phân tích. Bởi vì quý vị chưa có học được samasát, tức là học từ ghép. Chúng ta chưa có học từ ghép, cho nên cái chữ Dukkha Nirodha Gamini không học từ ghép thì chúng ta gặp cái chữ đó không biết làm sao chúng ta nhắc ra để mà chúng ta lấy nghĩa. Còn chữ Ariya Sachan cũng là danh từ ghép. Athagiko cũng danh từ ghép. Samadhi, Samasankapo đều danh từ ghép hết. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bốn đoạn. Đoạn đầu nói về khổ thánh đế, đoạn thứ hai nói về tập đế, hay là khổ tập thánh đế. Đoạn thứ ba là chúng ta nói về diệt đế, tức là khổ diệt thánh đế. Và thứ tư gọi là đạo đế, hay là khổ diệt hành độ thánh đế. Tứ đế này ở trong luật tạng có nhắc đến, mỗi lần mà Đức Thế Tôn ngài gặp một nhân vật ngài thuyết pháp, như gặp Giác Xá, 55 người bạn Giác Xá chẳng hạn, hay là vào bài kinh Diệu Pháp Luân, gặp các cô độc, gặp năm thầy Kiều Trần Như, xin lỗi quý vị, gặp năm thầy Kiều Trần Như, Đức Phật ngài đã thuyết một cái đề tài về tứ đế, là một đề tài lớn mà chư Phật ở trong quá khứ đề cao. Bởi vì ở trên đời này có bốn cái sự thật, bốn sự thật này
Chỉ có bậc thánh mới hiểu được, mới thấu đáo, mới tin tưởng được. Đó là khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Rồi kính bạch đại đức Pháp Tính, không biết là đại đức Pháp Tính ở trước máy không ạ? Dạ, một lần nữa hỏi là không biết. Dạ dạ, kính cung thỉnh thượng tọa trì quyền tiếp lời trong giây lát thượng tọa chắc cảnh sẽ điều khuyết cho thượng tọa đại siêu. Kính cung thỉnh thượng tọa trì quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, cho quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư thầy đi. Chúng con kính lễ đến đây sư Tôn Đức Tăng, kính chào nữ, kính chào toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, thì có lẽ là tiếp lời của quý ngài trong giây lát. Hôm nay thì chúng ta học cái chuyên đề về cái phần ngữ về đạo đế và cái từ tha thú. Thì cái gì cho chúng tôi nói gì? À, ai cũng sẽ biết được đạo đế chính là tám con đường dẫn đến cái sự chứng đắc, cái sự chấm dứt cái sinh tử khổ đau, mà ở trong cái bài kinh Tham Ác Chấp Khắp Phong Quốc Tâm Ác đó, tức là chúng ta nói Đức Phật là kết tất kết tâm anh chấp phí cơ quê đúc khá nê rô thá ca mê ni bát tí bà đà á rí yà sách chàn á yà mê quá á rí vô thế nào là anh thằng đi cô tám cái con đường nó dẫn đến cái sự đoạn diệt chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì kính thưa quý vị, tức là Thích Nguyên một cái văn này rất là hay luôn, quý vị tập học theo cái này nè. Cái tâm ma là gì va này các tỳ kheo phi cơ quê này các tỳ kheo kiểu đúc khá là khổ nếu rô khá là đoạn diệt dẫn đến họ là nó tức là có một sự thích nghĩa đọc từ trên xuống dưới nó cũng là một cái hay quý vị. À, cho nên nếu như mà chúng ta có một cái chiều xuyên mà chúng ta học được, còn ví dụ như là về thánh đạo tám ngành thì ai cũng biết hiểu, ai cũng rõ rồi. À, thánh đạo tám ngành đây chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạt, chánh niệm, chánh tâm tấn, chánh định. Mà nói trong đạo đế đó chính là chúng ta nói đạo đế cần phải được tu tập, gọi là pha quê tháp ba. Đạo đế là để biến tri đúc khăn parinyayan, rồi tức là niro thasamudaya sa chan, tức là cần phải động diệt, diệt đế cần xin lỗi, tập đế cần phải được động trừ, còn diệt đế thì cần phải thành tựu. Và đạo đế ở đây chính là cần phải tu tập, cần phải tu tập, cần phải tu tập. Mà đạo đế đây là tượng trưng cho bát chi đạo. Mà ngay cả bát chi đạo này cũng vậy, cuối cùng thì khi chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau này thì bát chi đạo này nó hợp trong hợp với chúng ta học cái tâm siêu thế đó. Chúng ta nhớ là bát chi đạo này nó phải hợp trong tâm, trong đại thiện siêu thế. Trong đại thiện siêu thế thì trong đại thiện siêu thế đó nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tâm tấn, chánh định. Chánh niệm, chánh định thì ngay khi đó thì mắt gáp pha lát, tức là sơ đạo sẽ khởi sanh. Nó đi qua một tiến trình tu tập như vậy, cho nên bởi vì ở đạo đế cần phải tu tập. Tu tập để làm gì? Để thành tựu cái diệt đế. Đây là nó này là nó bắt thôi, chứ chúng ta không thể nói rằng đạo đế này nó sẽ làm nhân để bắt qua cho quả là diệt đế. Nói như vậy, mệnh đề nhân quả không có phân tích trong tử đế, như quý vị nhớ nha. Quả thật khổ đế là quả, tập đế là nhân, nói vậy là được, nhưng không nói đạo đế là nhân, diệt đế là quả, chỉ là con đường dẫn đến đó. Bởi vì diệt đế là phi nhân phi quả, cái trạng thái của niết bàn. Cho nên phân tích chỗ này chúng tôi thường nhắc quý vị chỗ này là không có phân tích cái mệnh đề nhân quả mà ngay cái chỗ mà diệt đế và đạo đế được. Thì cũng vậy, có thể nói con đường này là con đường, bởi vì đạo đế, diệt đế chính là sự tịch tịnh, sự vắng lặng, phiền não. Nó chỉ là một cái cảnh niết bàn như vậy thôi. Nó phi nhân, phi quả. Chia theo vị, nếu chúng ta học vi diệu pháp thì quý vị sẽ thấy chỗ này. Nhưng cũng nói cho biết luôn, tức là phi nhân, phi quả. Không nói đến nhân, đến quả ngay cái ở cái trạng thái của niết bàn. Qua có một vị sư cô cũng học ở Ấn Độ, cũng hai mươi mấy, ba chục năm, hai mươi mấy năm rồi mới gặp lại. Nghe qua nói xưa ở bên Nam Tông á,
sự cái giáo lý của Nam Tông thì không có cái cảnh giới của Phật sư. Lý do trong cảnh giới Phật vậy thì niết bàn là cái gì sư? Vậy thì mình phải cái về cái cõi niết bàn, cũng nó phải cái về cái cõi niết bàn không? Thì chúng tôi cũng nói cho họ biết luôn là cũng về cái cõi niết bàn cũng phải là cõi, nên niết bàn phải là cõi không gì. Niết bàn là cảnh chứ không phải là cõi. Về cõi niết bàn cho nên ai mà gọi chữ Phật quốc hay hoặc là sanh về cõi niết bàn là chúng ta biết người đó không có căn bản. Cái đó là không có căn bản, không có. Bởi vì nếu mà tu như vậy thì nếu vậy rồi vậy thì không có cái gì hết trơn, đúng không sư? Thầy đúng, phải tu không có cái gì hết trơn, mà không có cái gì hết trơn không dễ đâu. Tức là cái trạng thái của niết bàn để tu tập làm sao mà không còn sanh tử, không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn cái vui, không còn cái buồn. Một cuộc đời này có cái vui, cuộc đời có cái buồn, mà có cõi á thì là có chúng sinh trú ngụ, mà có chúng sinh trú ngụ thì có chúng sinh sẽ sinh lão bệnh tử ở tại nơi đó. Đó là giới, đó là chắc chắn, đó là thật như vậy. Cho nên vì vậy sẽ không có cái cõi tu tập cái đạo đế này để thành tựu niết bàn, để chấm dứt sinh tử khổ đau, chứ không có cái gì cả. Mà cái thuật ngữ của nó chính là mắt gác mắt cái sáng chá, hay hoặc là ariya mắt gác ariya mắt cái sáng chá, ai hoặc là ariya mắt gác. Dạ. Thì con thấy thượng tọa Giác Đẳng đã quay trở lại rồi, thì con tính cung thỉnh thượng tọa điều hợp chương trình và hay là tiếp theo cái lời giảng của sư phụ từ siêu ạ. Được cái kính thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sao tu kính trân thượng tọa Tây Quyền. Thưa quý Phật tử, bởi vì thượng tọa từ siêu gặp trục trặc kỹ thuật khác, do đó chúng tôi xin được đi khuyết thay lời thượng tọa từ siêu, và khi nào thượng tọa từ siêu có trở lại thì quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, bài học thì hôm nay chúng ta nói về đạo đế, và qua đó chúng ta nói về bát chánh đạo. Đối với nhiều người Phật tử, đặc biệt là Phật tử Việt Nam chúng ta, thì bát chánh đạo không phải là một đề tài lớn, một đề tài cao siêu. Nhưng mà trên thực tế thì bát chánh đạo là một câu trả lời của Đức Phật cho cái giải pháp để vượt khỏi khổ đau ở trong cuộc sống. Nếu khổ đau là một đề tài lớn thì bát chánh đạo phải được hiểu là một đề tài rất là quan trọng. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào bát chánh đạo đó thì chúng ta thấy rằng không đơn thuần chỉ là một quan niệm, một triết lý, mà ở trong đó gói ghém rất là nhiều cái phương thức thực hành. Có những phần liên quan đến lý trí, có những phần liên quan đến cảm xúc, có những phần liên quan đến cái thói quen của chúng ta. Về điều này thì trước nhất là chúng ta nên hiểu cái chữ thánh đạo tám chi phật. Dạ. Chúng ta gọi là bát chánh đạo. Đa phần có nhiều người hiểu rằng bát chánh đạo là tám con đường chánh, giống như là mình đi đến một nơi nào đó mà nó có tất cả là tám con đường hay tám con nẻo đến. Không phải như vậy. Ở đây là một con đường mà Hòa Thượng Minh Châu ngày xưa đó, Hòa Thượng dịch là thánh đạo tám ngành. Dạ, thánh đạo tám ngành. Bây giờ thì thấy trong bản dịch hiểu đứng này để là bát chi chánh đạo, chánh đạo có tám chi cũng được, nhưng mà thật ra đây là một cái phương thức hành trì mà ở đó có tám cái chi phần. Những chi phần này như là tám cái thành tố để kết hợp lại tạo nên cái mà chúng ta gọi là đạo đế, hay là con đường thoát khổ mà do Đức Phật ngài truyền dạy. Thì ở đây chúng ta nói một cách tổng quát đó là con người chúng ta muốn thay đổi không phải là chuyện dễ. Thay đổi thói quen của chúng ta thôi, ví dụ như chúng ta có thói quen lười tập thể dục, quý vị thấy mà để từ lười tập thể dục mà siêng tập thể dục là chuyện khó rồi.
hay là vị nào mà có cái duyên mà để ngồi thiền, thì quý vị thấy rằng thời gian đầu chúng ta ngồi thiền không có dễ dàng đâu. Dạ, tại vì sao vậy? Cái tâm của chúng ta nó quen bay nhảy, nó quen cái kiểu như là thích cái gì theo cái đó. Bây giờ ngồi một chỗ lắng lặng nhìn hơi thở là đã khó. Cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp đó, nó tạo chúng ta trở thành một con người sống theo cái quán tính, sống theo tôi thói quen, sống theo cái tập khí của chúng ta. Nghĩa là mỗi người có kiểu sống, tôi là như vậy, tôi không cách gì thay đổi được. Thì một ở trong những thói quen cố hữu của nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó là tanha. Tanha tức là sự khao khát, không có thỏa mãn. Ngày nào mình cũng có cái mình muốn hết. Mình muốn mua bông rồi về nhà chưng, mình muốn nấu bữa ăn, mình muốn cái này muốn cái kia. Và trong cái ý muốn đó, thì mình vẫn nghĩ rằng hễ mình thỏa mãn được ý muốn của mình là mình hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực thì chúng ta không có hạnh phúc như chúng ta nghĩ. Mà trái lại thì chúng ta cứ mong mỏi, cứ khao khát được cái này thì đổi cái khác. Ta nói được voi thì đổi, không bao giờ ngừng nghĩ lại. Và Đức Phật Phật ở dưới cội Bồ Đề, Ngài tuyên bố rằng chính cái khát ái đó, chính cái sự khao khát hay là tanha đó, là cái gì đã tạo nên ngôi nhà sanh tử, tức tạo nên cái thân năm uẩn này. Bây giờ để chuyển hóa đó thì không đơn giản là chúng ta điểm mặt nó rồi chúng ta đây là khát ái nhân sanh khổ, mà chúng ta vượt khỏi khổ. Qua những gì Đức Phật dạy thì chúng ta phải có một cái phương cách. Và cái phương cách này đó gồm có 8 chi Phật là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì thưa quý vị, để hiểu bát chánh đạo thì chúng ta nên hiểu chữ chánh. Chữ chánh ở đây nó có nghĩa là đúng. Và chữ chánh ở đây nó mang bao hàm hai ý nghĩa chữ Samma đó. Một là chân chánh, giống như mình nói là cái này chân chánh chứ không có tà bại. Đây là chánh niệm chứ không phải tà niệm. Nhưng mà chữ chánh ở đây còn có nghĩa là đúng cách hay là đúng phương pháp, đúng đúng cách. Ví dụ như là mình nấu cơm thì gạo đó mình bỏ bao nhiêu nước vào thì cái đó chúng ta gọi là làm đúng. Và làm đúng cách thì chúng ta được cái chúng ta được cái lợi lạc là chúng ta có được một cái nồi cơm ngon, thì đó gọi là làm đúng cách. Để xin lỗi chờ. Thì trên phương diện pháp học đó thì chúng ta đề cập đến bát chánh đạo là khởi đầu của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà trên phương diện pháp hành đó, và trên phương diện pháp hành đó, thì chúng ta nói về ba cái pháp là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là trước, gọi là giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gọi là định. Và chánh kiến, chánh tư duy chúng ta gọi là tuệ. Đó là cái khác biệt giữa pháp học và pháp hành ở đây. Thì thứ thì bây giờ chúng ta nói về phương diện pháp hành đó, là ba cái pháp: lời nói chân chánh, hành chân chánh và sự nuôi mạng chân chánh. Nó là một cách gọi là đó là những cái nguyên tắc đưa cuộc sống chúng ta trở về lại với cái mà chúng ta gọi là một cái căn bản đâu vào đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý Phật tử nào quen nấu bếp á, mà nếu khi mà chúng ta khởi đầu chúng ta nấu mà nó trong bếp nó bừa bãi quá, thì cái chuyện mà mình cũng có thể nấu ăn với cái bếp bừa bãi nó cũng được. Nhưng mà nấu như vậy đó, đôi khi nó lại không thoải mái. Thì khi người ta nấu thì người ta dọn dẹp sạch trước,
dọn dẹp sạch sẽ rồi sau đó rồi mình chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt đầu mình mới nấu. Thì cái phần mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của mẹ, nếu ba cái phần này là lời nói không được chân chánh, hành động không được chân chánh và cái sinh kế chân chánh đó, thì nó tạo nên một cái lĩnh kỉnh lũng củng. Sự lũng củng đó đó nó lại giúp, nó lại lại gây khó cho chúng ta trong việc phát triển sự tu tập nội tâm. Chúng tôi có một vài lần đưa ra cái thí dụ là mình có thể vào trong chánh điện mình ngồi thiền, nhưng mà bản thân của mình nuôi mặn bằng cái nghề đánh cá. Ở đây chúng tôi nói xin lỗi nếu có vị nào làm cái nghề đánh cá, nó cái nghề nuôi nuôi thân thì là chúng tôi phải xin lỗi quý vị trước. Thì trong việc đánh cá chúng ta lại đi sát sanh, thì nếu chúng ta còn ra khơi còn sát sanh để mình nuôi mạng á, thì mình không có thể nào mà mình có sự tiến bộ trong ngồi thiền được hết. Mặc dù hai điều đó chúng ta nghĩ là nó có liên quan với nhau, nhưng mà thực sự nó có liên quan với nhau. Hay hoặc giả là chúng ta hay có câu đó là khẩu xà tâm Phật. Nhưng mà nếu một người mà gây lộn với hàng xóm, nói những cái lời nói rất là nặng nề, rủa xả độc ác, rồi bảo rằng chiều hôm đó mình vào ngồi thiền, mà ngồi thiền mà nó có tiến bộ thì chiều đó không có. Thì những cái pháp như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đối với nhiều người trong chúng ta thì nó không có liên hệ nhiều đến những giây phút mà chúng ta tu tập, nhưng mà kỳ thực nó liên hệ với nhau rất là nhiều. Có một lần chúng tôi nói chuyện với ngài Ajahn Pasno, thì Ajahn Pasno có kể một câu chuyện. Ajahn Pasno là trụ trì của chùa Vajranachat. Để nói chuyện là có một ông Phật tử người Thái, ông làm chỉ huy trưởng cái phi trường Ubon. Chúng ta nghe nói phi trường Ubon là phi trường rất là nổi tiếng ngày xưa bên Đông Hai của Mỹ đó. Và ông lại là người có cái thế lực ở trong vùng. Và lâu lâu ngày bác quan trai của vào chùa thọ bác quan trai, mà ông có hành thiền mà ông cứ than hoài, ông nói hành thiền không có cái tiến bộ. Thì ông đến gặp ngài Chanh Cha, thì có lần ngài Chanh Cha người mới nói rằng mình ngồi thiền đó là một lẽ, nhưng mà khi công đời sống ông là một vị quan chức, mà ngay cả chuyện ông ăn hối lộ chẳng hạn thì nó cũng là một cái gọi là không có chánh mạng, và cái không chánh mạng đó cũng thể gây khó khăn sự tu tập. Mà mãi cho đến khi ngài Chanh Cha gần tịnh đó, thì ông đã làm một việc theo lời dạy của ngài, là ông bỏ hết, ông giao hết tất cả mọi thứ lại, ngoài chuyện là phước ông giao lại, và ông sống như là một cái chú tiểu ở trong chùa. Và lúc bây giờ ông mới nói rằng khi ông bỏ hết đó, thì ông bắt đầu mới tu được. Tại vì sao vậy? Cái sự nuôi mạng của chúng ta đó, nó nếu mà nó không được chân chánh, dù là người xuất gia, người cư sĩ đi nữa, thì nó cũng ảnh hưởng đến sự tu tập. Vì vậy ở trong cái gọi là giới phần, hay là cái phần về tu tập về giới định tuệ đó, thì giới bao gồm là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì đầu tiên là khiến cho chúng ta xa lìa những cái nghiệp và những cái ác nghiệp, và bên cạnh đó là chúng ta dọn thân tâm của chúng ta cho được sẵn sàng, như là mình muốn trồng rau, trồng hoa thì phải dọn đất cho sạch. Rồi sau đó thì thứ gì tới phần định bao gồm ba phần là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn thì nhiều người hiểu là sự cố gắng, nhưng mà kỳ thật cái chữ chánh tinh tấn ở trong Bát Chánh Đạo có nghĩa là mình đặt cái sự cố gắng của chúng ta đúng chỗ, gọi là chánh tinh tấn. Ví dụ như là chúng ta có bốn pháp là thận trừ tu bảo, và cố gắng để ngăn ngừa điều ác, cố gắng để đoạn tuyệt điều ác. Đoạn trừ điều ác, đoạn trừ điều ác là điều ác đã sanh rồi đó, và ngăn ngừa điều ác là chưa sanh. Và cố gắng duy trì cái thiện pháp đã có và ngăn ngừa, và làm sao những thiện pháp chưa có được có. Cái đó chúng ta gọi là bốn pháp cận thận được tu bảo.
Thì khi mà chúng ta đề cập đến những bốn pháp gọi là chánh tinh tấn này đó, thì chúng ta dễ dàng nhận ra một điều rằng những cái này không đơn giản chỉ là sự siêng năng. Và đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái sự cố gắng nỗ lực, nhưng mà sự siêng năng không nhất thiết là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là đặt cái năng lực của chúng ta đúng chỗ. Về điểm này nó tương tự như là mình vận động đó. Ở trong cuộc sống này mình cũng vận động, nhưng mà có những cái vận động mình làm cho mình mệt thêm mất sức. Thật ra mình phải, những cái người mà họ tập thể hình hay là những tài tử đó, họ phải thuê cái người gọi là những người coach, những người huấn luyện viên. Và những người huấn luyện viên này dạy cho họ cách nào mà họ đặt cái sự vận động, cái sự cố gắng của họ nó đúng chỗ. Mà khi đặt đúng chỗ thì gọi là tiêu pha năng lực, nhưng mà để tạo thêm năng lực. Nếu mà chúng ta không đặt đúng chỗ thì mình tiêu pha năng lực thì nó lại cạn kiệt năng lực. Cái này phải có những người ở trong cái giới đó họ mới hiểu là làm như thế nào. Thì chúng ta thường thường là chúng ta hay cạn kiệt năng lực tại vì chúng ta đặt không đúng chỗ. Nhưng mà khi mà những người tập thể hình họ biết rồi đó, thì càng cố gắng thì họ càng càng vận động thì càng khỏe. Còn chúng ta không biết cách thì chúng ta càng vận động thì chúng ta lại càng bị cái mà chúng ta gọi là bị cạn kiệt cái sức lực đi. Chánh tinh tấn có nghĩa là đặt nỗ lực đúng chỗ. Chánh niệm nó là một cái khả năng tỉnh táo bén nhạy. Thưa quý vị, về những nền của Phật học thì chữ niệm nó liên quan đến cái trí nhớ. Và cái trí nhớ không phải là mình hồi ức về cái quá khứ, mà trí nhớ nó được bắt đầu bằng cái khả năng bám sát với hiện tại. Ví dụ mình làm việc gì đó, mình để tâm trọn vẹn vào việc đó, và cái gì đang xảy ra hay là cái vừa gì vừa xảy ra được ghi nhận rõ ràng, thì đầu tiên cái tác dụng của nó là khiến cho chúng ta gắn bó với cái hiện tại nhiều hơn, và chúng ta giảm bớt đi cái sự quên lãng. Giảm bớt đi sự quên lãng trong đời sống. Cái giảm bớt đi sự quên lãng này đó nó tương tự như là khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta ý thức một cái tỉnh táo những gì đang xảy ra xung quanh mình, và khi mình trở về rồi mà mình phải nhớ lại những giây phút đó thì chúng ta nhớ rõ hơn. Thì cái chánh niệm nó đi với sự tỉnh táo với hiện tại, và sau đó là cái mà chúng ta gọi là nhớ việc quá khứ. Thì khi mà cuộc sống nó là một cái tiến trình được ghi nhận tương đối rất là rõ ràng, thì thưa quý vị, những cái hiện tượng như là sanh và diệt, danh và sắc cũng được thấy rõ ràng. Sở dĩ một người tu tập mà không thấy được pháp sanh diệt là cái gì đến không biết, cái gì đi cũng không hay, thì không thấy được pháp sanh diệt. Do đó chúng ta không thấy được cái thấy được dòng tâm thức là một cái hiện tượng nối kết của sự sanh diệt. Và khi mà từ chánh chúng ta bước qua chánh định đó, thì chánh định là khả năng tập trung, và tập trung một cách tự tại. Ví dụ như quý vị nào đã tập hơi thở thì biết rằng khi mà tâm của chúng ta muốn hướng vào hơi thở thì nó không chịu hướng vào mà nó nghĩ lung tung chỗ khác. Người ta nói là mình đời sống bình thường giống như bắt cóc bỏ dĩa. Cái đĩa thì nhỏ bằng cóc bỏ để nó thì tự nhiên nó nhảy ra ngoài dễ dàng lắm. Thì tâm của chúng ta khi mà tập trung vào điểm gì mà nếu chúng ta để ý, là cái tâm nó không phải tầm yên một chỗ. Biểu nó tập trung vào hơi thở, tập trung vào bước chân, tập trung vào công việc làm thì chạy chỗ khác, gọi là mình thiếu chánh định. Thì cái chánh định nó được hiểu là một cái sự tập trung bền bỉ đối với cái gì đó, và sự tập trung đó nó tương đối là một cái khả năng tạo nên một cái năng lực mà các vị thiền sư thường hay nói rằng như một người dùng cái kính lúp để lấy cái ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời đi qua kính lúp thì tập trung một chỗ, nó tạo ra cái sức nóng. Cái sức nóng của chúng ta gọi là năng lực của tâm bồi định. Thì bây giờ ba pháp mà
chánh định đấng chánh niệm và chánh định đó, nó thuộc về tu tập nội tại, và chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về giới đó, là giúp cho chúng ta dọn sạch thân tâm của mình. Từ dọn sạch thân tâm của mình thì chúng ta mới có thể quân tập những cái tố chất nội tại là niệm, là định, là tinh tấn. Và do có giới có định thì dẫn đến tuệ. Tuệ ở đây ở trong cái đức minh nha có hai phần. Một á là tuệ được biểu hiện qua chánh kiến là trí tuệ. Tuệ được biểu hiện qua chánh tư duy là một nội tâm thanh thản. À, đây là một điểm mà có nhiều người thật ra rất là khó suy nghĩ là tại sao chánh tư duy lại không nằm vào trong phần định mà chánh tư duy nằm trong phần tuệ. Nhưng mà kỳ thật theo trong Phật pháp á, thì của chúng ta gọi là đúng nghĩa tiến bộ thì nó có hai phần là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là tâm thanh thản, tâm rỗng rang, tâm thanh tịnh, tâm không bị chi phối. Và tuệ giải thoát có nghĩa là một cái khả năng nhìn vấn đề một cách xuyên thấu và xuyên suốt. Thì bây giờ chánh tri kiến và chánh tư duy được xem là phần tuệ đó, thì chúng ta nhìn thấy toàn bộ giới định tuệ hay là bát chánh đạo. Thì chúng tôi thưa quý vị là thật ra nếu chúng ta đọc kỹ đó, bát chánh đạo là một cách nói của pháp học, giới định tuệ cũng trùng như vậy nhưng mà là nói của pháp hành, và thất tịnh như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh vân vân thuộc về pháp hành. Mà chúng tôi không nói về thất tịnh ở tại đây như trong thanh tịnh đạo. Thì tất cả đều là chi pháp hết, nhưng mà ở pháp học trình bày khác, pháp hành trình bày khác, pháp hành thì trình bày khác. Và Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng con đường chuyển hóa nó không đơn giản là một cái tư tưởng. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta hay nói về tư tưởng, nghĩa là mình đọc một quyển kinh, mình nghe ai đó nói bài giảng hay thì mình nghĩ rằng ồ đó là con đường thoát khổ. Thật ra nó không phải như vậy. Quý vị nào có làm ăn rồi thì mình hiểu rằng cái công việc làm giàu á, nó không chỉ đơn thuần là lý thuyết. Đồng ý là phải có lý thuyết cho việc vững, nhưng trong phương diện làm giàu nó đòi hỏi còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như là sự siêng năng, sự tinh tế bắt nhịp với thị trường, hay là biết vận dụng nguồn vốn như thế nào vân vân. Nó nhiều yếu tố khác nữa. Thì cái thực tế thì luôn luôn nó khác với cái mà chúng ta suy nghĩ. Thì thưa quý vị, trở lại khi mà Đức Phật dạy về đạo đế là con đường thoát khổ đó, thì tám cái chi phần này trên phương diện đời sống hàng ngày đó, chúng ta thấy nó không có gì hết. Đôi khi cái này nó rời rạc cái kia, nhưng mà tám chi phần kết hợp lại nó tạo một năng lực rất là mạnh. Thí dụ như là nếu mà chúng ta đọc về cái tâm thái của con người đó, một người nuôi mạng chân chánh gọi là có chánh mạng, và một người nuôi mạng tà vại là gọi là tà mạng đó, thì tận cùng trong tâm thức họ nó có một cái kết tinh. Về cái kết tinh của một người mà không có bị lương tâm cắn rứt và khẳng định rằng đồng tiền mà mình xài, những cái gì mà mình có là do mồ hôi nước mắt lương thiện của mình đó, thì cái tâm thái người đó khác. Cái điều đó nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến cuộc sống, nó ảnh hưởng đến nụ cười, nó ảnh hưởng đi. Còn nếu trong lòng mình nó còn có một chút gì đó mà mình nghĩ rằng cái đồng tiền mình có là đồng tiền không có trong sạch, đồng tiền đó là đồng tiền tà vại, đồng tiền đó là đồng tiền gây tổn hại chúng sanh khác, thì nó sẽ tạo nên một nỗi ám ảnh đi sâu vào trong đời sống con người. Thì tám chi đạo này, dù là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì nó đều có một cái tác động rất lớn ở trong cuộc sống. Và Đức Phật dạy rằng khi mà tám cái yếu tố này nó kết tinh lại và nó trở thành tám cái tố chất, thì nó có khả năng chuyển hóa để đánh bạc cái mà chúng ta gọi là cái thói quen quá khứ, cái mà gọi là tanh ha, là sự khao khát hay là khát cái, và dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Mà đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn về sau này. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay đó là chúng ta học ở trong cái giáo trình phản ngữ. Và trong giáo trình phản ngữ này đó,
Thì ở đây có một vài chữ mà chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là chữ Sammasankappa, chúng ta dịch là chánh tư duy. Hay là Sammavayamo, chúng ta dịch là chánh tinh tấn. Thì cái Vayamo nó khác cái chữ Viriya. Và ở trong tiếng Việt thì chúng ta có rất nhiều chữ như là siêng năng, như là cần, như là chánh cần, như là tinh tấn. Nhưng mà chữ Sammavayamo ở trong tiếng Phạn Vayamo tức là nỗ lực mà có mục đích thì mới là Vayamo. Và ví dụ có người nào mà tối ngày cứ lăng xăng siêng năng, hết làm cái này làm cái kia mà không mục đích thì cái đó không gọi là Vayamo. Và mà Vayamo có nghĩa là sự tinh tấn có mục đích. Hay là Sammasankappa, chánh tư duy. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng chữ tư duy ngày hôm nay trong tiếng Việt á, người ta pha chế rất là nhiều. Tư duy có nghĩa là tư tưởng, hay là người ta nói một cái tư duy văn minh, tức là một cái ý nghĩ văn minh. Cái Sammasankappa này đơn giản là chúng ta nhìn người khác, chúng ta nhìn tha nhân, nhìn không có liên quan đến dục, nhìn không liên quan đến sân, nhìn không liên quan đến hận thù. Dạ. Tức là từ bỏ dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Ví dụ như là ở trong cái ngôn ngữ của chúng ta bây giờ, người ta hay gọi những người nữ đẹp gọi là những người chân dài. Thì cái ngôn ngữ đó rất là tà tư duy. Dạ. Dù phương diện Mỹ học hay văn học gì không biết, nhưng mà thưa quý vị, khi mà nghĩ chúng sanh là chúng sanh đó, nó là chuyện khác. Nhưng mà nghĩ chúng sanh đó là một cái đối tượng của dục vọng, của thị dục đó, thì cái đó là tà tư duy. Và có những người có cái thói quen nhìn chúng sanh khác bằng một sự phê phán, lúc nào cũng chỉ trích, lúc nào cũng mắng mỏ người khác, ai làm cái gì cũng vừa ý hết. Cái đó gọi là nghĩ chúng sanh khác bằng cái sân tư duy. Và người ta còn có nghĩ chúng sanh bắt bằng cách hại tư duy, tức là hận thù. Và bây giờ cuộc thế giới đang bốc cháy bởi vì người theo bên này, người chống bên kia. Quý vị ở Mỹ mới biết là ngày bầu cử năm nay đó, nó là một sự xáo trộn cực điểm của một đất nước chia rẽ, thù hận lẫn nhau. Thì ví dụ như cuộc sống chúng ta hàng ngày, mình nghe nói về người Hồi giáo, mình nghe mình thù, mình ghét họ. Nghe nói người Hồi giáo họ bị chết, mình vui. Cái đó cũng là tư duy. Yeah. Tức là dù là nghĩ về người khác bằng bằng dục vọng, nghĩ về người khác bằng sự chỉ trích, sân tâm, nghĩ người khác bằng hận thù, những cái đó nó đều là những cái ám ảnh của con người. Vì vậy trong Phật Pháp thì dạy rằng chúng ta thù, nuôi thù, chú quán người khác á, là trước nhất là mình làm hại. Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài dạy rằng nếu mà chúng ta còn có nuôi một chút hận thù nào trong lòng đối với bất cứ ai thì mình chưa hành trì lời Đức Phật dạy. Tức là chúng ta chưa làm theo lời Đức Phật dạy. Bởi vì trong cái sâu thẳm căn bản á, Đức Phật dạy rằng cái tâm hận thù á, cái gọi tà tư duy á, nó là một cái ngăn ngại, nó là một cản trở, nó là một cái pháp đối nghịch lại với thiện pháp. Tôi không thù người khác không phải vì tôi sợ người khác. Tôi không thù người khác không phải là vì tôi vô tri hay tôi không biết. Tôi không thù người khác chỉ đơn giản là để tôi có được một nội tâm thanh thản. Không, nội tâm thanh thản thôi. Cái chuyện đúng sai phải quý là chuyện khác, nhưng mà mình đã giận, đã thù người khác thì cái tâm mình nó không có nhẹ nhàng, không có thanh thản được. Thì thưa quý vị, tám chỉ đạo này đó, nó là một sự một cái sự chuyển dịch, nó mang tính toàn diện từ tình cảm cho đến lý trí, từ sự hiểu biết cho đến thực hành, từ cái đời sống ở bên ngoài cho đến đời sống ở bên trong. Và nếu chúng ta đọc cho kỹ Bát Chánh Đạo này thì thưa quý vị, thật ra thì gói ghém trong đó là tất cả con đường tu tập của người Phật tử. Không may cho chúng ta đó là ngày hôm nay đó, nhiều người Phật tử nghĩ rằng Bát Chánh Đạo dễ hiểu quá, mà nghe nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mình nghe nói mình hiểu liền. Nhưng mà kỳ thật là cái hiểu theo ngôn ngữ là một hiểu khác, hiểu theo pháp học là hiểu khác, hiểu theo pháp hành là một hiểu khác. Ngay cả một nhà sư mà sống trong chùa mấy chục năm mà nói về giới định huệ mà nói cho hết thì thật ra cũng chưa chắc là đã hiểu hết, thưa quý vị. Và chúng ta đọc vào thất tịnh đó, thì giới tịnh, tâm định, giới tịnh là thuộc về giới, tâm tịnh thuộc về định, và
những cái đoạn nghi tịnh, tri đạo phi đạo, tri kiến tịnh, đạo tri kiến tịnh vân vân, nó tất cả những cái phần còn lại thuộc về tuệ. Và chúng ta học cả đời chúng ta cũng có thể nắm rõ về điều này. Do đó chúng tôi cũng phải nhắc đi nhắc lại, và chúng ta đừng nghĩ rằng những điều này dễ hiểu thì chúng ta xem thường. Dạ, đây là cái một cái sai lầm của rất nhiều người trong chúng ta. Và đó là vài ý nghĩa của chữ của Bát Chánh Đạo. Bây giờ chúng tôi trở lại thì cũng xin thưa với quý vị rằng trong cái này có lẽ sư tổ từ siêu cũng có đề cập đến là ở trong phạn ngữ Pali có một phần của văn phạm mà phần đó tương đối xa lạ với cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Thật ra trong tiếng Việt của chúng ta thì cũng có, tức là mình nói cái chữ gì đó thì nó có một cái gốc, nó có một cái, nhưng mà cái gốc của nó thì ở trong tiếng Việt Nam chúng ta tiếng đơn âm, tiếng đơn âm thì nó không có rắc rối như là những cái tiếng đa âm như trong phạn ngữ. Ở trong phạn ngữ một cái động từ, một cái danh từ, kể cả danh động từ và những danh từ động, danh từ kép đó, thưa quý vị, thường là nó có cái căn, nó có ngữ căn. Và khi mà nói ngữ căn, ví dụ như mình nói sát tí là niệm, nhưng mà sát ở trong chữ căn là nhớ, thì chúng ta thấy chữ niệm mà nó luôn luôn đi với chữ cái căn là nhớ, thì nó cho chúng ta biết ít nhiều về cái nghĩa chính xác của chữ đó. Do vậy khi mà chúng ta học tiếng Phạn đó, chúng ta rất cần để học về ngữ căn. Đặc biệt là trong lớp Buddhadharma chúng ta có cái giáo trình A Tỳ Đàm. Học A Tỳ Đàm mà nếu chúng ta biết được về ngữ căn, ví dụ như là vichikicca là hoài nghi, uttacca là gì, là phóng dịch, mà nói đại như vậy thì nó nghĩa khác, nhưng mà chúng ta đi vào cái ngữ căn của nó thì chúng ta sẽ rõ chính xác tại sao gọi là uttacca, tại sao là vichikicca. Trong tiếng Việt thì chúng ta có những quyển từ điển như là Tầm Nguyên từ điển, cũng là hiểu cái chữ gốc, hay là chính đã từ vị của ông Nguyễn Ngọc Trụ, và sau này của Vương Hùng Sảnh cũng có quyển từ vị của người của miền Nam, tiếng Việt của miền Nam của Vương Hùng Sảnh. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta ít ai phân ra cái gốc đó. Bởi vì sao vậy? Tại vì chúng ta nói trong cái ngôn ngữ đơn âm, ví dụ như ngày mai tôi đi chợ thì chữ nào nghĩa đó, chúng ta ít bao giờ cần tìm cái gốc để làm gì, và chúng ta ít bao giờ nghĩ đến cái gốc. Lâu lâu thì chúng ta mới nghe một vài vị đặt vấn đề là mình không có nên gọi là chung cư, mà mình đáng gọi là chúng cư mới đúng. Chúng có nghĩa là nhiều người, một hội chúng, một nhóm người ở chung với nhau gọi là chúng cư. Còn chữ chung nó phải là chữ, không phải chữ Hán, mà nó là chữ nôm của chúng ta là chung cư. Chúng ta cũng phân ra cái gốc để mà chúng ta lý luận, nhưng mà tiếng Việt Nam rất ít khi đặt vấn đề ngữ căn. Trong lúc đó thì ở trong cái tiếng Pali thì đặc biệt ngữ căn tương đối rất là quan trọng. Như chúng tôi đề cập đến trong những lần trước đó, thì thưa quý vị, khoảng chừng 20 đầu của giáo trình này trong giáo trình phản ngữ đó, thì chúng ta chỉ học một cách khái lược thôi. Dạ, khái lược thôi. Và sau 20 phần đó thì chúng ta sẽ trở vào chi tiết. Và cái chi tiết rất là quan trọng. Dạ, rất quan trọng. Thì đoàn tự siêu hay than là ví dụ như học cái kiểu này không biết học chừng nào, học cho vui chứ học biết nào cho xong. Nhưng mà kỳ thật là chúng tôi muốn là biết quý vị Phật tử có một cái khái niệm, và khái niệm về về từ vựng, về văn phạm trước, rồi sau khái niệm đó thì chúng ta mới đào sâu vào. Nãy giờ mà chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi không biết là thượng tọa Tề Siêu có trở lại hay là Chư Tăng quý vị còn hãy chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị thấy có thượng tọa Tề Siêu trở lại không? Chúng tôi đang tiếp lời cho thượng tọa Tề Siêu. Dạ, không thấy thượng tọa Tề Siêu trong trục. Dạ vâng. Thưa quý vị, một cái đặc điểm của
tiếng Phạn đó là cái kết cấu của các cái từ ngữ, kết cấu các từ ngữ trong cái kết cấu này đó, nó làm cho chúng ta có một cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Dạ, ví dụ như là hồi nãy thì Đạo Trời Siêu có dùng một cái từ mà chúng tôi nghe loáng thoáng, không biết quý vị có nhớ không? Dạ, từ tọa dịch là khổ diệt đạo hành lộ. Dạ, khổ diệt đạo hành lộ thì cái kể rất là thú vị. Dạ, cái từ khổ diệt đạo hành lộ này đó là ở trong chữ Hán đó, mình nghe mình hơi lùng bùng, nhưng mà nó lại là một cái chữ dịch đầy đủ và chữ dịch rất là đầy đủ, chữ đúc khá nirotha là khổ diệt, gamini là dẫn đến, patipada đúc khá nirotha gamini patipada là khổ diệt đạo hành lẹo lộ, đó là giúp chữ Hán. Còn tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là sự thực hành ở trên con đường dẫn đến diệt khổ. Mình nói nghe nó dài, ở trong tiếng Pali thì tương đối rất là gọn. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có muốn giới thiệu với quý Phật tử một cái cách học phát âm của tiếng Phạn á, rất là hạnh phúc khi mà chúng tôi nói về điều này. Đó là nhiều năm về trước á, chúng tôi vẫn có cái mơ ước là làm thế nào mà Tam Tạng được đọc. Thì thưa quý vị, sau đó ở tại Việt Nam, chúng tôi thật sự không có rõ là ai là người chủ sứ, mà nếu chúng tôi không lầm thì như Thượng Tọa Nhật Từ hay là ai đó đã có cái cổ sứ, là có một số người họ đọc Tạng Kinh rồi ghi âm lại bằng MP3 mà chúng tôi vẫn có thường dùng đó. Thì chú thấy họ đọc rất là hay. Dĩ nhiên là bản dịch thì nếu mà đọc để cho dễ hiểu thì có lẽ chúng ta phải lược bớt một số, nhưng mà kể ra đọc như vậy là một công trình. Và hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu quý vị là có một cái website gọi là suttacentral.com. Và nếu quý vị đi vào bài học sẽ thấy suttacentral.com. Ở trong cái website suttacentral.com thì chúng ta đi vào cái giao vị diện nằm cái góc ở bên tay trái ấy, thì chúng ta sẽ đi vào các cái tạng như là kinh tạng, luật tạng và thắng pháp tạng. Và trong một tạng thì chúng ta sẽ đi vào bộ như là trung bộ, như là trừ bộ, trung bộ, tương bộ, tăng chi, tiểu bộ. Và trong một bộ á, thì nó có những phẩm, và khi đi vào trong phẩm đó thì chúng ta sẽ thấy hiện lên một danh sách của các bài kinh ở trong phẩm đó. Dạ, ví dụ như là phẩm bài kinh Mula Pariyaya Sutta, và ở trong cái phẩm Mula Pariyaya Quát Giá thì có nhiều bài kinh. Nhưng mà khi quý vị nhìn thấy cái tựa của bài kinh, và thì nhìn một cái hàng dài ở cuối tựa bài kinh đó, thì chúng ta thấy có một cái hình của cái loa, cái hình cái loa để chỉ cho cái đọc đó. Thì đặc biệt chúng tôi đặc biệt rất là thích ở đây là người ta đọc cả tiếng Phạn và tiếng Anh, tức là một câu tiếng Phạn, câu tiếng Anh, Ewan Mesutang Ekan Samayan Sabatiyan, rồi sau đó đọc một câu tiếng Anh, rất là hay thưa quý vị. Thật ra đây là một cái sở thích của chúng tôi. Khi chúng tôi có thời giờ rảnh đó, chúng tôi hay mở ra, tại vì nghe tiếng Bali rồi nghe tiếng Anh rất là thú vị, mà nghe vào những bài kinh nữa. Thì cái giọng mà đọc Bali ở tại đây đó là giọng đọc của một cái cô Sandrika, là người Mumbai, tức người Nam Ấn. Chúng ta nhớ rằng mình đọc tiếng Bali mà đọc theo kiểu người Việt Nam hay người Thái, có nhiều chữ mà chúng ta đọc không có chính xác. Ví dụ mình nói là thay vì Buddhang Saranang Gacchami thì chúng ta cứ đọc một cách kiểu đại khái là Buddhang Saranang Gacchami, nhưng mà thật ra thì nói chữ kỹ mình đọc rất là đớt, học đọc đớt đắt, nhưng mà các vị đọc rất là chuẩn. Thật ra ở trong cái bài này đó, mà nếu quý vị nào mà vào ở trong đó đó
mời quý vị đọc cái mời quý vị đọc mà quý vị nghe đọc á, nghe đọc thì chữ ban đầu thì hơi là lạ anh chút xíu, tại nó không giống tiếng Bali mà chưa tăng đọc, nhưng mà nghe kỹ với quý vị họ đọc rất là chuẩn. Và đặc biệt nguyên cả tam tạng thì bài nào cũng bài kinh nào cũng có đọc hết, rất là thú vị, rất là thú vị, thú vị được tiếng Việt và tiếng Anh. Thì bây giờ đây là trong phần phát âm phản ngữ tuần này thì chúng tôi đề nghị quý vị là có rảnh thì vào nghe bài kinh nào quý thích thôi. Ví dụ như là nếu quý vị muốn chúng tôi sẽ gửi quý vị cái link về kinh hạnh phúc, kinh từ bi, hay là như bài kinh ngày hôm nay chúng ta thích thích từ trong kinh chuyển pháp luân hay trường tứ niệm xứ, thì quý vị nghe đọc ở trong đó nghe rất là đặc biệt, rất là lợi ích cho người học. Đó là phần phát âm của tuần này. Bây giờ thì không biết thượng tọa Tề Quyền, không biết thượng tọa Tề Quyền có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tề Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền hoan hỷ đọc lại cho cái phần kinh văn hôm nay 10 lần để cho quý Phật tử có thể nghe được. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Và có quý vị nào thấy thượng tọa Tề Quyền có đưa tay, tại vì hôm nay quý vị chúng tôi phải đi bác sĩ, do đó chúng tôi đang ở ngoài và dùng cái phone. Và kính thỉnh thượng tọa Tề Quyền. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai, để chúng nghe rõ. Dạ, chúng con kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Chúng tôi kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quý vị post lại cho các phần kinh văn đó dùm. Kính mong đạo tràng chờ trong giây lát, thần tọa Tề Quyền bị rớt mất rồi. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ đại đức Phật tính có trước máy không bạch sư? Sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ đại đức Phật tính có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đại đức Phật tính cũng không có trước máy, thần tọa Tề Quyền thì rớt mất rồi. Dạ, còn kinh nhân mới đến đại đức Tài Tri ạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, đã thấy tín hiệu của thừa Tề Quyền, kính cung thỉnh thừa Tề Quyền cầm mic trở lại ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, giáo quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Nếu đang có đọc thì mà có rớt thì có lẽ xin Đức Từ Tri điền viết. Cái này đọc cái từ này cũng dễ, tính Đức Từ Tri giúp dùng nha. Báo, mà nó bảo tới rồi. Nó đang đọc cái nó rớt mạng tùy lúc chứ sao. Dạ, mô Phật. Bây giờ đọc với quý vị đọc ra nghe đi nghe ha. Katamang chapikave dukkhaniru thagamini patipada arya sacchan ayame wa aryo attang iko makro sayati dang sammadit thì samma sankappo samma vacha samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma samati katamancha bhikkhave dukkha nirodha gamini
Patipada Arya Sakyam Ayameva Aryo Arthangiko Makvo Sayati Dham Samma Ditti Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Achivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Katamancha Vikave Dukkha Nirodha Gamini Ariya Saccham Ayameva Ariyo Attangiko Maggo Sayati Dang Samma Ditti Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Achivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Katamancha Vikave Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Saccham Ayameva Ariyo Attangiko Maggo Sayati Dang Samma Ditti Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Achivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Katamancha Bhikkhave Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Saccham Ayameva Ariyo Attangiko Maggo Sayati Dang Samma Ditti Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Achivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi katamancha bhikkhave dukkha nirodha gamini patipada ariya saccham ayameva ariyo attangiko maggo sayati dang samma ditti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma vayamo samma acivo samma vayamo samma sati samadhi Katamancha bhikkhave dukkha nirodha gamini patipada ariya saccham ayameva ariyo attangiko maggo sayati dang samma ditti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma acivo samma vayamo samma sati samma samadhi katamancha bhikkhave Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Saccham Ayameva Ariyo Attangiko Maggo Sayati Dang Samma Ditti Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Achivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Katamancha bhikkhave dukkha nirodha gamini patipada ariya saccham ayameva ariyo attangiko maggo sayati dang samma ditti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma acivo samma vayamo samma sati samma samadhi Katamancha bhikkhave dukkha nirodha gamini patipada ariya saccham ayameva ariyo attangiko maggo sayati dang samma ditti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma acivo samma vayamo samma samadhi Katamancha bhikkhave dukkha nirodha gamini patipada ariya saccham ayameva ariyo attangiko maggo sayati dang samma ditti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma acivo samma vayamo samma sati samma samadhi Như vậy thấy mới đã bây giờ đã 10 đoạn rồi.
Dạ, dịch cũng con kính cung thỉnh thường tòa quay trở lại. Sa tu kính thiền thượng tọa tuệ quyền. Sư Nguyên Thông ơi, sư Quang Hỷ, sư Quang Hỷ đóng góp một vài ý kiến về điểm này. Sư là một người rất ưa thích học ngôn ngữ và đặc biệt là pháp văn là cái nghề của sư rồi. Thì sư Quang Hỷ cho biết là ngày hôm nay chúng ta học tiếng Phạn mà chúng ta học về các ngữ căn, những ngữ căn nó có lợi cho chúng ta trong cái việc hiểu rõ cái từ vựng. Ví dụ như chúng ta học trong Anh ngữ hay Pháp ngữ mà một người mà biết nhiều về cái ngữ căn và chúng ta Latin chẳng hạn thì nó có lợi ích như thế nào? Thí dụ mình nói về ngành y hay là chúng ta nói về khoa học ở vật lý chẳng hạn. Xin có thể cho một vài cái thí dụ về điểm này, xin kính thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin tiếp lời sư phụ nói về cái sự ích lợi của biết về cái ngữ căn mà nó gốc rễ rồi gọi là cái racin, nó thí dụ một cái chữ nào nó có cái gốc đó rồi cái biến thể của nó qua cái chữ khác, thì nhờ mình biết cái gốc đó thì mình biết cái nghĩa của nó, thì mặc dù mình chưa học chữ đó. Thí dụ như là mình nói cái chữ là adverse, là nó chuyện mà nó đối nghịch với mình, thì cái biến thể nó là adversity. À, thì nó một cái một tiếng tỉnh từ qua một tiếng danh từ thì mình biết là cái nghĩa nó là cũng như vậy. Nó một cái thì nó nói cái tính chất nó như thế nào, rồi một cái danh từ là một cái sự việc nó như thế nào. Thí dụ mình nói chữ material, rồi cái tiếng xa gọi là material mon, thí dụ là một cái vật chất, nó đó là một cách vật chất, thì thí dụ nó là người mà hiểu biết được cái ngữ cảnh và cái ngữ căn của nó, và hiểu biết cái danh từ, mình nhìn cái chữ nó biết là danh từ, rồi mình nhìn chữ đó, mình biết là động từ, mình nhìn cái chữ đó mình biết là trạng từ, cho nên mình hiểu rõ như vậy rất là dễ. Thưa sư phụ, cái câu thảo luận số 1 sư phụ hỏi là học về ngữ căn có lợi ích trong việc học ngôn ngữ. Kính thưa sư phụ, chuyện đó là quá ư là đúng là sư phụ. Bởi vì trong tiếng Việt Nam mình thì tại vì nó gọi là monosyllabic language, tức là gọi là đơn âm, đơn ngữ, đơn âm. Nó không có một cái syllable hay là không có một cái vần như là và pronunciation hay là pronunciation, thì nó ba bốn cái vần đó, là từ cái chữ pronounce là các phát âm, cho nên cái pronunciation là sự phát âm, lối phát âm. Vì vậy cho nên nếu mà người mà học đó, thì biết cái căn cái gốc như hồi nãy sư bá đã giảng dạy đó, rồi ra những cái chữ khác mà nó thuộc về, thí dụ một chữ ban đầu là động từ đó. Rồi thí dụ như foot là cái bàn chân, mà football là cái banh hay là đá banh đó, cái ban hay là cái bô, là football là cái bô, là cái độ tròn 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 hay là cái đá banh đó. Cho nên là mình đá cái dùng chân đá gọi là football hay football. Thì nhưng mà có cái vụ mà cái football của Pháp á, là đá banh thiệt, nhưng mà football mà của Mỹ thì nó có dùng tay, cho nên phải dùng là football, American football thì mới đúng có nghĩa là cái football của Mỹ. Nó vừa ôm nó chạy rồi nó thảy tùm lum. Còn cái football của Pháp á, hay là football của Việt Nam thì không có vụ ôm dùng tay mà đụng trái cái banh là bị lỗi rồi. Cho nên là mỗi cái văn hóa mà mỗi cái trò chơi của mỗi một nước thì có một cái khác nhau như vậy. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, khi mà mình học một cái ngôn ngữ mà mình biết cái ngữ căn của nó, thành ra khi mà mình gặp cái chữ mà mình chưa học thì mình nhìn ra mình biết liền, bởi vì mình biết cái ngữ căn của nó. Và cái người mà biết nhìn cái chữ đó là biết động từ là một cái hành động của cái gì đó, hay là nói năng hay đi đó. Còn khi nó qua cái danh từ, thí dụ mình nói là
Mạc C là đi, mình đã La Mạc gọi là sự vận hành. Thì nó mình khi mình nhìn cái danh từ của nó do cái hình thức nó, là mình biết nó là danh từ thì mình dịch khác, thì mình hiểu cái nghĩa khác. Cho nên nhờ cái ngữ căn của nó thì mình biết đó là động từ, đó là tĩnh, đó là danh từ, đó là trạng từ. Thì kính thưa sư phụ, mình học về ngữ căn thì rất có lợi ích trong cái trong khi mình học ngôn ngữ. Chẳng những như vậy mà mình vì mình biết cái ngữ căn cho nên mình biết cái biến thể của nó, mình biết không có sai, không có sai cái autograph, là cái vần của mình cũng không sai, mà cái nhấn của mình cũng không sai. Vì vậy cho nên rất là lợi ích thay, cho nên là mình học mà được sư bá hay sư phụ giảng dạy đó là động từ, đó là danh từ, đó là tĩnh từ, đó là trạng từ, đó là liên từ, thì tất cả những điều đó là nó có ích lợi cho chúng ta khi chúng ta học ngôn ngữ. Thưa sư phụ, nói về grammar và cái ngữ căn thì Bivin Vian Dimo Dimo Bivé thành bởi vì cái kính thưa sư phụ, cái bài mà nói về học ngôn ngữ mà mình biết ngữ căn thì con nghĩ là trình bày chừng 5-3 phút như vậy thì con nghĩ là đã đủ rồi. Nếu có gì hay hơn nữa thì xin sư phụ từ bi chỉ dạy thêm. Ok, con xin trong lại sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, hay là con có thể đọc những cái 10 cái bài mà đạo đế ở hạ diệt đế, không biết là sư phụ như thế nào, con xin con xin trao mai lại cho sư phụ. Dạ. Sa thú kính trưng sư minh thông, thượng tọa Tế Quyền ơi, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tế Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Chư Phật, thưa đại chúng quyền, bài học ngày hôm nay thì chúng ta học về đạo đế, về bát chánh đạo. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng con đường nào cũng đến La Mã hết, tức là người ta nói ý nói rằng chúng ta tu tập thì có nhiều pháp môn, thậm chí người ta nói rằng có cả 8 môn, 4 là pháp môn nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta học về đạo đế đó, thì ở trong đó phải chăng nói rằng đó là con đường đích thực dẫn đến giác ngộ giải thoát. Còn những cái pháp môn khác, những pháp tu khác, ví dụ ở đây chúng ta không nghe đề cập đến bố thí, thì nó có liên hệ gì không? Nó có nằm ngoài điều đó hay không? Hay là nó có rất nhiều pháp môn được đề cập đến, thì tại sao chỉ có 8 pháp này, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, lại Đức Phật Ngài đặc biệt gọi đó là con đường dẫn đến diệt khổ. Xin kính thỉnh chúng ta tự quyền giải nghĩa về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai. Lần nữa con kính lễ chư tăng và chúng tôi kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Đây là một câu nói mà kính thưa toàn thể chú Phật tử, chúng ta nói chúng ta cẩn trọng, đường nào cũng về La Mã, đi đâu rồi cũng sẽ quay về, lá cũng sơ rụng về cội, nước cũng sẽ trở về nguồn thôi. Thì nói như vậy chúng ta nói chung chung. Dạ. Chúc Ngoan, Chúc Ngân nghe không được ạ. Dạ rõ chưa? Cậu thì nghe rõ mà phải không? Dạ dạ, cảm ơn quý vị. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói như vậy thì chúng ta hơi quá tự tin. Dạ, chúng tôi không thích cách nói đó. Phải nói rằng tại sao mà Đức Phật lại nói cái chữ e cái Jano Mago? Đó cũng là một điều mà cho tới ngày hôm nay Ngài biết rằng tương lai sau người ta sẽ nói coi như là con đường nào cũng dẫn về La Mã. Cho nên Đức Phật Ngài xác định một cách rõ ràng.
Ekijinomoto, đây chỉ có con đường, đó chính là thánh đạo tám ngành hay là thức hay là tử niệm xứ. Chỉ có con đường này đưa đến chấm dứt sầu bi khổ não, chấm dứt sinh tử khổ đau. Nhưng ngược lại dễ thì chúng ta đã nói rằng vậy mình tu cái hạnh bố thí hay là mình tu cái này tu cái kia vậy thì nó đâu có đưa đến, phải không? Chúng ta nhớ để đi đến cái con đường hay để đi đến cái chi phần này, tám cái chi phần này thì nó phải hội đủ. Chúng ta muốn đắc đạo đắc quả đó phải tự động mà ngồi xuống cái niệm niệm cái đi đi đứng đứng ngồi ngồi cái là chúng ta chứng đắc thiền định hay chứng đắc đạo quả đâu. Mà chúng ta phải có cái sự tu tập rất là nhiều, rất là chuyên chú, rất là tập trung. Ngay cả từ tiền thân cho tới ngày hôm nay, từ tiền thân chúng ta đã tu, chúng ta phải thích tu từ tiền thân kia thì chúng ta mới quả chăng mà chúng ta mới có thể tu được. Chứ còn nếu như là chúng ta không có duyên từ tiền thân thì cái duyên từ tiền thân này nó cũng bắt nguồn từ, ví dụ như bắt nguồn từ cái niềm tin, sau đó chúng ta làm việc bố thí, sau đó chúng ta buông bỏ, sau đó chúng ta mới tiến tu. Và chúng ta học Phật pháp rồi chúng ta tu tập, hay chúng ta học Phật pháp chúng ta vừa tu mà chúng ta vừa học Phật pháp để chúng ta bổ túc. Còn kính thưa quý vị, khi tôi vừa nói đó, khi mà để dẫn tới nếu mà chúng ta thành tựu một cái quả vị này, ví dụ chúng ta tốt nghiệp được thì phải nói rằng là nó cũng phải hội đủ nhiều cái nguyên nhân để chúng ta tốt nghiệp. Mà thành tựu được thánh đạo tám ngành này rồi thì nó phải có như thế này. Nói một cách chung thì thí dụ như nó phải có bố thí, mà chúng ta xả ly bố thí rồi chúng ta hướng tâm tới cái trì giới này để đoạn khổ diệt khổ. Cái trí tuệ cho chúng ta xuất ly, mà chúng ta xuất ly tức là chúng ta sợ hãi cái sinh tử đau khổ, muốn thoát ly tam giới, đó là cái xuất gia. Rồi chúng ta phải có cái trí tuệ để mới phán đoán được, mới hiểu biết được ở đâu là cái con đường. Rồi chúng ta từ có cái trí tuệ đó, chúng ta mới có sự tu tập, chúng ta mới biết. Và từ sự hiểu biết này, đó chính là từ cái trí văn, do nghe, do học, rồi mới tiến tới trí tư, và cuối cùng chúng ta thành tựu cái trí tu. Thì cái trí tuệ đó, rồi cái tinh tấn, mà nó cũng phải hướng tâm tới cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ, rồi tới cái giá trị tinh tấn, phải cố gắng, phải chuyên cần. Đó, chúng tôi đang nói về 10 pháp độ. Rồi chúng ta phải có cái sự nhẫn nại, rồi chúng ta phải có cái sự nhẫn nại mà đạt đến cứ như là chúng ta thường nghe nói đa parami của parami paramattha parami, tức là đạt đến cái bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng, rồi chân thật. Rồi chúng ta có cái quyết định, rồi chúng ta có cái quyết định xong rồi chúng ta phải có cái gì nữa, phải có cái từ bi, và chúng ta phải có cái xả. Thì đó chính là cái hành xả, và chúng ta mới tròn đủ 10 pháp. Khi tròn đủ 10 pháp này thì kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta mới hỗ trợ cho con đường chấm dứt sanh tử, con đường thánh đạo mà pháp môn này đã dẫn đến việc đoạn khổ diệt khổ một cách căn bản như vậy. Còn nếu chúng ta tu ngày hôm nay thì chúng ta coi như góp nhặt cát đá, rồi góp nhặt bắt đầu từ từ, góp nhặt từ từ, thì nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy, thì đâu ngờ hôm nay, thì nếu như chúng ta hiện kiếp này chúng ta đã đủ duyên của pháp độ thì chúng ta sẽ chứng đắc thánh đạo thánh quả hay chứng đắc thiền. Còn nếu như không đầy đủ pháp độ thì chúng ta phải cứ tiếp tu tiếp tục nữa. Cho nên tuy là nhiều con đường nhưng chỉ có những con đường chúng ta phải lựa chọn. Nói rằng 84.000 pháp môn Phật đã dạy thì lựa pháp môn nào trong 84.000 pháp môn đó tu cũng có được không? Cái này chúng ta cẩn trọng. Có những pháp môn thiện, có những pháp môn bất thiện, có những pháp môn vô ký, tức là có những pháp môn phi thiện, phi bất thiện. Thì chúng ta chỉ làm, chúng ta chỉ thực hiện những pháp môn thiện. Từ những pháp môn thiện này chúng ta mới tiến tu, mới có những cái pháp môn tiến tu. Trong cái pháp môn thiện đó, nó có một cái, nó có những pháp môn đó tiến tu, đó chính là tứ niệm xứ hay bát chánh đạo hay là bát 17 pháp trợ đạo bồ đề đó. Thì khi chúng ta học 37 pháp trợ đạo bồ đề thì chúng ta biết phân tích nó đi vào. Bây giờ nói tứ niệm xứ thế nào, gồm coi như có trong
trong đó nó có bát chánh đạo, rồi tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, thì nó đều là nằm ở trong những cái pháp. Chẳng hạn như đưa nói chẳng hạn như là nó hỗ trợ hết. Thí dụ chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì lấy cái niệm làm đầu, nhưng để cái niệm mà có chánh niệm tỉnh, có cái tỉnh giác thì phải có cái chánh kiến thôi. Mà nếu mà muốn được có cái niệm mà nó hiện khởi tồn tại lâu dài và có cái trí tuệ, mà nếu như giới luật của chúng giới của chúng ta nó khuyết, giới của chúng ta nó không có tròn, thì không thể nào có niệm, có tỉnh giác được. Nếu như giới của chúng ta bị khuyết thì không thể nào thành tựu được cái tuệ, thành tựu được cái định hay là cái niệm được, thì nó phải có cái sự hỗ trợ. Thì cũng vậy đó, nó có cái sự tương quan, nó có sự tương ứng. Mà khi chúng ta học hiểu được thì khi chúng ta học Phật pháp một cách cẩn trọng thì chúng ta sẽ hiểu được. Còn nếu như chúng ta học pháp một cách tức là lờ mờ lờ mà thì nó 37 pháp trở đạo Bồ Đề thì chúng ta sẽ khó nhận. Còn cũng vậy, ở trong ngũ căn ngũ lực cũng vậy, như chúng ta thấy tính tấn niệm định tuệ thì đó là những pháp nó hỗ trợ cho, nó cũng có sự tương ứng hết. Phân tích ra cũng có thứ nhất có niệm, có định, có tuệ trong đó, rồi có trạch pháp trong đó, có xả, rồi có chẳng hạn như là có định giác chi, có xả giác chi, có niệm giác chi, có tỉnh giác chi, vân vân. Thì nó phải có những yếu tố này, tức là yếu tố của giới, của định, của tuệ làm nền. Mà giới định tuệ ở đó phân tích trên bát chi đạo, có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc về tuệ. Ngữ nghiệp mạng thuộc về giới, và chánh cần chánh niệm, chánh cần chánh niệm và chánh định, đó là thuộc về định. Thì ở đây chúng ta thấy một điều hết sức là tốt đẹp, nó phải được như vậy, nó phải được tương tự như vậy. Thì các yếu tố của 37 pháp trời đạo Bồ Đề thì một chi phần nào trong đó nó cũng sẽ có một sự hỗ trợ nhau, mà để chúng ta mới bắt cầu giải thoát được. Vì vậy cho nên cái sự tu tập đó là một cái bát chánh đạo này thì phải chỉ có bát chánh đạo thôi, thánh đạo tám ngành thôi. Bởi vì khi chúng ta nghe bị đặt người ta nói này nói kia, có cái pháp môn này, pháp môn mà được coi như là truyền lại, coi như là quyền ký, quyền hoặc gì đó, chả có nên tin những cái điều đó. Không có quyền hoặc gì hết, chả có bí kíp bí cấp gì hết trơn, mà Đức Phật Ngài đã đưa ra hết rồi, Ngài đã mở ra hết rồi. Ngài nắm cái nắm lá lên là những gì mà đoạn khổ như khổ ta đã nói rồi, không có cái gì mà bí mật hết trơn. Cũng chả có vấn đề nào mà cao thâm quyền quý mà Đức Phật Ngài giữ lại, hay là các nhà coi như là thiết lập, coi như là trùng tụng, hay là Ngài thích giải tam tạng, người ta giấu, người ta làm mật chú gì hết trong đó. Rồi cũng không ai truyền cho ai, coi như là cái pháp môn tu này, chỉ có pháp môn này mới là diệt khổ nha, pháp môn kia là không có diệt khổ, đó là má điên xạo, sản xuất không có đúng lời Phật dạy, chân Phật ngôn. Ngoài bát chánh đạo này mà ai nói rằng lời Phật nói rằng tu theo pháp môn này mới gọi đúng Phật dạy, mới là đắc đạo, mới là giác ngộ, là quý vị biết xạo. Bởi vì ê cá gia nô mất vô bằng tiếng Phạn luôn, chỉ có con đường độc nhất đưa đến sự chấm dứt sầu bi não, đưa đến sự chấm dứt sanh y sanh tử đau khổ, là một là cái gì, tử niệm xứ, hoặc là có một đoạn khác nói đến bát chánh đạo. Chỉ có pháp môn này thôi, còn những cái pháp môn khác chẳng hạn như là chúng ta hành thiện, chúng ta làm thiện, vân vân, thì tất cả những yếu tố đó, từ những yếu tố chỉ là việc thực hành bình thường thôi. Cũng như mình nói làm việc Phật sự, thật ra tục sự chứ không có Phật sự. Phật sự là cái gì? Cái việc làm của tức là chúng ta làm theo cái việc mà Phật dạy, hay là cái phận sự chúng ta phải làm theo lời Phật. Chúng ta làm chuyện nó bâng quơ rồi mình nhân danh mà nó mới làm chuyện Phật sự. Thí dụ cái này chúng tôi cũng nói thật, chúng tôi cũng là một trong những người đi từ thiện nhiều lắm, làm việc từ thiện cũng nhiều lắm,
Nghe nói đó là Phật sự luôn. Cái chuyện bố thí đó là chuyện bình thường lắm, có đúng phải Phật sự. Chúng ta nói như vậy nghe có gì giật mình không? Chúng ta mượn cái từ thì chúng ta gọi là câu chuyện Phật sự này là chờ làm đi, câu chuyện của cuộc chuyện chung chung của chung. Chứ sự thật Phật không có dạy chúng ta phải đi từ thiện, bàn tay ban bố thì đúng, có nghĩa là chứ không dạy chúng ta phải đi, chúng ta phải làm như thế này thế nọ. Đức Phật ngài dạy chỉ những điều đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Còn ngài biết nhiều, hiểu nhiều lắm, còn sắp tay nhu dưng những gì mà nói những gì đó nó không có đưa đến sự chấm dứt sinh tử khổ đau, ngài không nói, mới có đủ thời gian cho mình nói, và chúng sinh cũng không có đủ khả năng hiểu để mà nói. Nó chỉ vậy, bao nhiêu cái điều mà ngài cần nói để tu tập thôi. Còn bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói như vậy để chỉ để cho quý vị cẩn thận trong cái tiến tu của mình. Có nhiều khi nếu như chúng ta mà có cái tâm, có một cách nhìn nó đúng hơn, cũng như mình đừng có nói rằng thôi kệ, khuyến tu thì được, nói thôi kệ tu đi, tu pháp môn nào cũng là tu, thì nói nghe vậy thì thôi kệ, coi như là chả bây giờ biết rằng là không có cõi Phật. Như hôm qua chúng tôi nói chuyện với một vị sư cô, ni sư này cũng học cũng nhiều ha. Chúng tôi nói giờ nói thiệt cho cô nghe ha, chẳng cõi Phật á, để mình dụ cho những người ta không biết, cho người ta hứa hẹn cho người ta một chút xíu gì đó, tu hành tự nhiên không có gì hết trơn, tự nhiên mà đời con người lúc nào cũng muốn chấp thủ, muốn có kết quả, muốn giữ gìn, mà cho nên bây giờ thấy cuộc đời nó khổ quá, cho nên nó thôi bây giờ cố niệm Phật, cố tu đi, cố làm phước đi, cố niệm Phật đi, mốt sanh về cõi Phật để chúng ta không có khổ. Thì nói như vậy là một điều mà khuyến tu họ, nhưng điều đó là một sự nguy hiểm vô cùng. Cái điều mà không phải lời Phật mà chúng ta cho là lời Phật, chúng ta coi chừng, chúng ta chỉ đưa họ về. Chúng ta nhớ là bố thí sinh thiên chỉ là sanh thiên thôi. Mà khi nào bố thí ba là mọi kia mới là làm nhân làm duyên đến đạo quả giải thoát, chứ không phải tự nhiên có công đức chút xíu cái là bố thí cúng dường cái gì đó, cái y đăng quá tâm mê vui nhân a sẽ quắc khai gia quá hàng hồ tú chết liền, không có được. Cho nên nhiều khi Phật tử phải có một cái hiểu biết rõ ràng cái điều này. Mình đừng có nghe lời ai nói hết trơn đó, nghe lời Phật đi. Đó, thí dụ như là pháp môn nữa, rồi chạy theo pháp môn nữa, rồi chạy theo pháp môn này của vị hòa thượng này dạy nè, pháp môn kia của vị hòa thượng nọ, tôi thấy hay quá. Mà thật sự đó, cái đó là quý vị biết, vô tình người đệ tử đã làm mất đi cái giá trị nguyên nguyên một cái sự kính trọng pháp bảo và sự kính trọng của Phật. Nếu mà tu mà được an lạc, đó là pháp môn của Phật. Tu mà được đoạn khổ diệt khổ, đó là pháp môn của Phật, chứ pháp môn của tổ nào, của hòa thượng nào. Chúng tôi nói thành thật như vậy. Rồi cái chúng tôi nói như vậy là chỉ pháp môn Phật, chỉ có cái gì? Tu theo Phật hay tu theo người? Nếu tu theo người thì coi như đường sinh tử hồn an nó giữ. Còn nếu như tu theo Phật, đi về với Phật á, thì mới là cái tu nó mang tính thành tựu và tốt đẹp nhất. Thì cũng vậy, nghe lời Phật, chỉ chúng ta chỉ tu cái pháp môn đó chính là pháp môn bát chánh đạo, hay là coi như là những cái chặng đường, hay là những cái pháp môn, những cái điều kiện để chúng ta thành tựu cái thánh đạo, để chấm dứt, để đoạn khổ diệt khổ, dẫn đến chấm dứt, dẫn đến diệt khổ. Thì kính bạch thượng tọa, giờ cũng đã hết giờ rồi, con cũng cố tình con nói để cho nó tròn cái thời gian luôn. Và bây giờ thì đã hết giờ, con kính bạch thượng tọa kết thúc chương trình của tối hôm nay. Và kính chào toàn thể quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tam Ma Giới, Nam Mô Sàng Thầy Giới. Sau khi chương trình được thọ trực, bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử, um,
xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Dạ, con xin sám hối đạo tràng và cảm ơn đạo tràng. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sama-kappa-pangiriyam-mamakayena-vajam.